Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 1 tháng 10 và ngày mai 2 tháng 10 2022. Thưa quý vị, hình thế thời tiết 24 giờ qua, khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía tây nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ. Thời tiết 24 giờ qua thì có mưa rào trên diện rộng toàn tỉnh và trải trác thì có nơi có mưa rất to, gió đổi hướng với cường độ nhẹ. Hình thế thời tiết hiện tại, giải hậu tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ suy yếu dần gió mùa tây nam hoạt động với cường độ là yếu dần và sau đó thì sẽ đổi hướng. Khu vực Kiên Giang 24 giờ tới sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía tây nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ. Gió đổi hướng với cường độ yếu nên thời tiết Kiên Giang 24 giờ tới sẽ phổ biến là chiều tối và đêm thì có mưa trào và trải trác có nơi có dông. Cục bộ thì sẽ có nơi có mưa dừa và trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang trên khu vực thành phố Trạch Giá. Tại đây thì mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào dài dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đổi hướng cường độ nhẹ, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Dự báo cho khu vực thành phố Hà Tiên, mây thay đổi đến nhiều mây và trưa chiều sẽ có mưa rào dài dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đông đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 32 độ. Dự báo cho các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn đất Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối sẽ có mưa trào dài dông dài nơi ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Dự báo cho khu vực Châu Thành, Tân Hiệp, Dông Triền. Trên khu vực này, thời tiết cũng sẽ nhiều mây và trưa chiều thì có mưa trào dài dông rải rác, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đổi hướng cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ và cao nhất trưa mai là 31 độ dự báo cho khu vực các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Thưa quý vị, trên khu vực này trời nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào dài dông, ngày có lúc giảm mây hững nắng, gió đổi hướng cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Dự báo cho khu vực thành phố Phú Quốc, trên khu vực này, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối thì sẽ có mưa rào dài dông, và ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ, với đội hướng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng dưới 1,5m biển bình thường. Dự báo cho dùng gian bờ Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc. Mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều mưa rào dài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, với đổi hướng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là trên 1,5m biển bình thường dự báo cho khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu. Trên khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều thì mưa rào rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là dưới 1,5 m biển bình thường. Và lưu ý là trong cơn dông thì có khả năng là kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh kiên giang đến đây xin tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai xin kính chào tạm biệt